Trong cái banner ta sẽ có một cái nút là nút Auto 2. Cái nút này giúp cho ta mở rộng cái vùng làm việc. Giả sử như nếu ta chọn là Auto 2 thì khi ta đưa chuột vào vùng làm việc thì cái banner sẽ tự động được ẩn đi. Cái việc này sẽ giúp cho ta nới rộng cái vùng làm việc ra. Nếu ta muốn cố định cái banner thì ta sẽ nhấn vào Auto 2 một lần nữa. Và khi đó cửa sổ này sẽ hiện một cách cố định và nó sẽ chiếm mất một cái vùng làm việc của ta.